tôi tìm về xóm rừng, xóm nhỏ nằm ngay thị xã Điện Bàn, trong chiến tranh chứng kiến sự quật cường, bi hùng của người dân xứ Quảng kiên trung, bất khuất. Đây cũng là nhà của mẹ Thứ, người có tới 9 con trai, 2 cháu ngoại và 1 con rể là liệt sĩ. Ông Lê Tự Thận, năm nay 80 tuổi, nhà ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng về sửa sang ngôi nhà, đón các đoàn khách tới thắp hương nhân 120 năm sinh nhật mẹ Thứ. Cách mạng thì phải cách mạng giờ hậu ưu việt cho dân tộc mình, cho những người hy sinh cho đất nước, rửa thấu với gì đâu. Nhà đây là cái nhà này cứ như những nhà thờ thôi. Con mấy đứa mồ côi, con cháu của vợ còn sống là phụng thờ thôi, rửa thâu chứ. Không của ai. Ở đây con cưới san sát với tụi tôi về san sát thôi chứ có gì đâu. Vào nhà mẹ Thứ, gian thờ xếp hàng dài những tấm di ảnh của chính đứa con của mẹ. Có người nằm xuống ngay sáng 30 tháng 4, ngày trước giờ miền Nam được giải phóng. Tôi sinh ra lớn lên trên cái mảnh đất Đường Tháng này. Thì được đảng phân công coi như là chúng tôi công tác ở xã Đường Tháng từ năm 4 đến 75. Cho nên tôi được biết là coi như ở đây thì đối với cái âm mưu của địch trong hơi cuộc kháng chiến, nhưng mà nhất trong cái cuộc kháng chiến trong Mỹ, địch đánh phá rất dữ dội. Cũng đối với ta thì coi như cái phong trào cái Điện Tháng, địa bàn Điện Tháng này cũng là rất là quan trọng, bởi vì cửa ngõ ra vào của Đà Nẵng, nếu mà mất Điện Tháng đi ra coi như cái hoạt động Đà Nẵng nó cũng giảm lại. Cho nên là giữ cho được cái phong trào Điện Tháng đó, thì tôi cùng coi như là chính người con của mẹ Thứ đây cũng đứng dậy coi như cầm súng coi như là với nhân dân ở đây để đánh giữ phong trào. Mẹ Thứ lấy chồng và sinh ra được tổng 12 người con. Đất nước có chiến tranh, mẹ lần lượt động viên con trai lên đường. Ngôi nhà của mẹ nằm ở xóm rừng cũng từng là cơ sở che giấu cách mạng. Trong những năm tháng chiến tranh, vườn mẹ có nhiều hầm tránh bom và hầm bí mật cho các con lẫn cán bộ cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, mẹ Thứ ở lại xóm rừng tiếp tục trồng lúa, chăn bò. Ngày 10 tháng 12 năm 2010, mẹ Thứ trút hơi thở cuối cùng. Tên mẹ được tạc thành tượng đá ghi vào sử sách với hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn rồi hiến dâng cho đất nước. Mẹ Thứ cũng là mẹ Việt Nam anh hùng có nhiều con cháu là liệt sĩ nhất trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Nhà mẹ Thứ hiện nay được nhà nước và các tổ chức hỗ trợ trùng tu, nâng cấp, nhưng vẫn giữ lại trái nhà cũ. Trong vườn cũng có một khuôn viên dành để đặt các tác phẩm điêu khắc về mẹ Thứ. Hình ảnh mẹ Thứ được tái hiện qua tác phẩm nghệ thuật như biểu tượng bất khuất kiên cường của các bà mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước.